anh không sao chứ? Tống Thành nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú đang đứng dưới ánh trăng, cảm thấy âm thanh trong như tiếng chuông năm nào lại một lần nữa ngân lên. Hẳn thấy trái tim đập nhanh loạn xạ, giống như chính mình đang đứng giữa sân trường chan hòa ánh nắng và giải rác lá bàng khô ngày nào. Cô gái thấy hẳn không trả lời thì cúi xuống giúp hẳn phủi một chút bụi trên tay áo cô khúc khích cười giống hệt như phan thủy tường năm xưa cô tên là gì tống thành nín thở chờ đợi câu trả lời cô gái mềm mại đáp thanh tường hắn vừa vui mừng vừa thất vọng giống nhau một chữ tường chỉ một chữ thanh tường thấy hẳn vẫn ngẩn ra thì bắt chuyện anh là khách của nhà này hả Tống Thành gật đầu tôi đến ngảm đom đóm một đêm thanh tường thấy thế thì cười tươi giói. Vườn nhà tôi là nơi đom đóm tập trung nhiều nhất làng đấy hơn cả bãi cỏ bên kia. Anh có muốn đến xem thử không? Tống Thành cảm thấy cô gái này rất giống Phan Thủy Tường, ngay cả cách nói chuyện mềm mại cũng giống. Anh không cưỡng lại được, liền gật đầu, đi cùng cô quả thực vườn nhà thanh tường ngập tràn ánh sáng lung linh của đàn đom đóm. Cô đưa hẳn đi dạo một vòng, sau đó mời hắn ngồi lại uống trà. Ở đây, nhà nào cũng có một bộ bàn ghế trong vườn để phục vụ khách du lịch. Thanh tường đứng trước tủ trà, nghĩ ngợi một lát, sau đó quyết định bỏ qua hộp trà thông thường mà lấy ra một hộp nhỏ nằm sâu trong hốc tủ. Cô trầm lặng pha một ấm trà mới, ánh mắt nhìn Tống Thành sâu thêm một chút. Tống Thành quan sát thanh tường, cảm thấy ngoại trừ việc cô gái này có sự thành thục của phụ nữ trưởng thành thì so với Phan Thủy Tường năm xưa không khác là bao. Hãn trộm nghĩ, nếu Phan Thủy Tường lớn lên, cô nhất định cũng có dáng vẻ này. Dáng vẻ mà hẳn thích. Anh dễ dàng đi theo một cô gái lạ thế sao? Thanh Tường thấy Tống Thành nhìn mình thì lém lỉnh ngước lên trêu đùa hẳn. "Không, nhìn cô giống một người quen cũ nên tôi không cho là lạ." Thanh Tường lại cười khúc khích, "Người yêu cũ." Tống Thành không đáp, ngày ấy, khi hắn tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện, khắp người quấn băng trắng bóc. Ba tuần sau đó hắn mới đến trường học thì bàn bên cạnh đã hoàn toàn trống không, phủ một lớp bụi mờ. "Phan Thủy Tường đâu?" tống thành hỏi ai cũng không biết lý do vì sao cô truyền trường cuối cùng hẳn đành chạy đến phòng hiệu trưởng để hỏi thầy hiệu trưởng nhìn thấy hắn trên đầu vẫn quấn băng hai mắt đỏ ngầu thì gọi hẳn vào đưa cho hắn một cốc nước sau đó mới chậm rãi kể cho hẳn nghe tống thành hoàn toàn im lặng chờ đợi thông tin hẳn cần hôm đó may là có bạn đến gọi thầy tới cứu hai đứa kịp lúc khi thầy tới em đã bất tỉnh còn phan thủy tường bị vây bởi mấy đứa học sinh kia sau khi thầy đưa cả hai về mẹ của phan thủy tường biết chuyện thì nổi giận đùng đùng bà ấy không muốn con gái gặp nguy hiểm nên đã chuyển trường thầy cũng không rõ em ấy chuyển đi đâu dù thầy hiệu trưởng không nói nhưng tống thành lại rất rõ ràng vì hắn mà thủy tường bị đẩy vào nguy hiểm chính hẳn lại không đủ năng lực bảo vệ cô hắn cực kỳ tức giận bản thân mình vô dụng. Rời khỏi phòng hiệu trưởng, hắn buồn bực gọi cho Thanh trí dù cậu ta đi đâu đó cho khuây khỏa. Thanh Chí biết Tống Thành vừa mới tậu một chiếc xe phân khối lớn, hào hứng đi ngay. Cả hai lái xe ra ngoài ô Tống Thành vừa lành vết thương vẫn dứt khoát đòi cầm lái. Đám con trai cấp 3, đứa nào chẳng vài ba lần lái xe, nhất là với đám con nhà giàu như Tống Thành và Thanh Trí. Chiếc xe to như con gấu, dưới sự điều khiển của Tống Thành thì trồm lên, rú một tiếng kinh hồn rồi phóng vụt trên đường cao tốc. Trên đường đi, cả hai lướt qua một đám thanh niên. Bọn họ bấm còi loạn xạ, đánh võng, trêu người khiến Tống Thành nóng máu hẳn tức tối vít ga đến mức tối đa lao xuyên qua đám người như một tia chớp không ai phát hiện ra một con ốc dưới khung xe bị rớt trên đường toàn bộ phần sau là một thảm kịch mà hạ cẩm phải tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để bịt miệng báo chí và tìm kiếm luật sư giỏi nhất cho con trai đồng thời bà phải bồi thường một khoản lớn cho nhà thanh trí Cậu A ngồi sau nên bị văng ra xa, đập vào giải phân cách. Tính mạng giữ được nhưng vĩnh viễn trở thành kẻ khờ khảo. Thấy Tống Thành im lặng rất lâu, Thanh Tường khẽ lay lay hẳn, trà được rồi, anh mau uống đi. Tống Thành giật mình, cầm lấy chén trà màu vàng nhạt. Hẳn định nhấp môi nhưng cảm thấy vẫn nóng nên lại hạ xuống, trong lúc chờ trà nguội bớt thì hỏi chuyện vu vơ, cô ở đây cùng gia đình sao? Thanh Tường cười đáp, đúng vậy. Nhưng hiện tại cha mẹ tôi không có nhà vì bận công việc. Trong nhà chỉ có tôi và em gái thôi. Câu trả lời của cô khiến Tống Thành thấy gợn gợn trong lòng. Hắn cố tình lờ đi cảm giác đó, lại nói, vườn nhà cô quả thực rất đẹp. Nếu bán vé tham quan, chắc chắn sẽ nhiều người đến, Thanh Tường nhăn nhó, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Thanh Nhuệ em tôi thì không thích. Nó sợ mọi người đến đông sẽ làm kinh động đám đom đóm, khiến chúng bay mất. Cô vừa nói dứt lời, một con đom đóm nhỏ đã bay tới, lượn vòng quanh hai người một vòng rồi mới bay đi. Thanh Tường làm như chợt nhớ ra, vô tình nói, hôm nay Thanh Nhuệ cũng sang nhà hàng xóm chơi rồi, có khi nó ngủ bên đó luôn. Tống Thành cảm thấy trong lòng bắt đầu lan tan. Hẳn nhìn Thanh Tường, thấy cô vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhìn lại hẳn tóc gáy của tống thành dựng lên hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm bèn đứng lên giờ cũng muộn rồi tôi còn phải về xem con trai thế nào thấy thanh tường cũng đứng lên ngước mắt nhìn mình hắn lịch sự nói cảm ơn cô đã mời tôi tới đây để ngắm khu vườn đẹp tuyệt này lại còn pha trà ngon cho tôi nữa thật tiếc là tôi không thể ở thêm thanh tường muốn nói gì đó nhưng cô kịp dừng lại cuối cùng cô chỉ chìa bàn tay ra trước mặt tống thành không có gì ở một mình cũng cô đơn có anh đến trò chuyện cùng tôi vui lắm nếu mai anh rảnh thì lại ghé nhà tôi chơi nhé thấy tống thành chỉ cười không đáp cô lại nói thêm vườn nhà tôi buổi sáng cũng đẹp lắm đấy tống thành dứt khoát nói ạ à, dảo bước rời khỏi nhà thanh tường Vừa về tới phòng trọ thì thấy con trai đang lăn lộn trên giường, lưng áo ướt đẫm, khuôn mặt phúng phính nhăn nhó khổ sở. Gặp ác mộng, hắn khẽ ngồi xuống giường, vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng ướt của thằng bé. Nhịp vỗ đều đều khiến cơn ác mộng tan dần, cá chép lại từ từ im lặng chìm vào giấc ngủ yên bình một lần nữa. Hắn thở phào, may là hẳn trở về kịp lúc vừa ngồi dỗ con ngủ tống thành vừa hồi tưởng lại cuộc gặp kỳ lạ với cô gái tên thanh tường từ ngoại hình đến giọng nói của cô đều giống hệt phan thủy tường năm xưa nhưng điều khiến hẳn băn khoăn hơn cả là thái độ kỳ lạ của thanh tường cô quá dễ dàng để một người đàn ông lạ vào nhà đã vậy còn không cẩn trọng năm lần bảy lượt để lộ thông tin rằng cô đang ở nhà một mình chẳng lẽ cô ấy không sợ hắn làm điều gì ngu ngốc sao? phụ nữ trưởng thành mà không biết cách bảo vệ an toàn của bản thân khiến hẳn có chút không yên tâm. ý nghĩ đó khiến tống thành giật mình. hắn cảm thấy phan thủy tường đã trở lại trong tâm trí hẳn một lần nữa thao túng đầu óc mê muội của hẳn bất giác hẳn tự hỏi lần này là thảm kịch gì? trăng đã lên rất cao cả ngôi làng nhỏ chìm trong tĩnh lặng giữa vùng ngoại ô yên ả à. tống thành thấy con trai đã ngủ say trở lại thì nhẹ nhàng đi xuống vườn ở dưới đó diệp phong đã đợi sẵn trong lòng hẳn còn nhiều vướng bận đã lâu rồi hẳn không phải mất thời gian suy nghĩ về việc phụ nữ bây giờ nhất thời nghĩ tới lại cảm thấy mới mẻ vốn dĩ hẳn đưa cá chép đến đây để tìm chỗ tĩnh tâm vừa để tránh mặt nguyện an nhiên không ở gần cô sẽ không sinh ra khát khao thể xác quá độ mặt khác lại muốn làm cho cô ý thức được khoảng cách của bọn họ cô không để hẳn vào mắt hắn sẽ làm cho cô không nghĩ đến hẳn không được vừa thấy tống thành đi xuống diệp phong đã vội đứng lên anh thành có chuyện gì sao Đêm hôm khuya khỏa mà xếp lại gọi anh tới, chắc chắn không phải chuyện bình thường. Tống Thành nói, cậu đi điều tra cho tôi thân thế của một người tên là Thanh Tường, đang sống cùng em gái là Thanh Nhuệ ở ngôi nhà cuối làng này. Càng chỉ tiết càng tốt, Diệp Phong nhận lệnh xong liền theo chỉ dẫn của Tống Thành mà đi. Anh vừa rời khỏi homestay mà Tống Thành ở liền suýt đụng chúng một người đang vội vã dảo bước trên đường. Diệp Phong phản xạ nhanh, nhảy phát sang một bên. Cô gái kia bị giật mình, lại thấy anh hành động quá nhanh gọn nên bất giác nhìn lên, dương khóe môi cười. Xin lỗi, tôi không chú ý. Anh cũng nở nụ cười đáp lại, lập tức nhường đường cho cô đi qua, hoàn toàn không biết người đứng trước. Mặt mình chính là Thanh Nhuệ đang từ nhà bạn chạy về Thanh Nhuệ nhìn thấy chiếc răng khỉnh của Diệp Phong thì lại luyến tiếc liếc thêm một lần nữa cô còn muốn nói dăm ba câu gì đó nhưng vì thần tượng của cô vừa lên sóng giao lưu trực tiếp với khán giả cô đành gật đầu chào anh một cái rồi tiếp tục rảo bước diệp phòng cũng cất bước phía sau hai mắt chăm chú tìm ngôi nhà cuối làng có giản hoa giấy ngũ sắc như tống thành mô tả trong lòng không khỏi cảm thán trời đêm mịt mù tối tăm mà sếp có thể nhìn ra được đủ năm màu hoa thì đúng là mắt cú vọ rồi Thành ra cả hai người tuy đi trước đi sau nhưng lại đến cùng một đích. Sao mà anh?" Thành nhuệ há hốc miệng, hai tay mở khóa cổng cũng dừng lại khi thấy Diệp Phong cũng đứng lù lù sau lưng mình. Thấy cô kinh ngạc, anh tinh ý chỉ vào ngôi nhà ẩn hiện dưới giàn hoa giấy ngũ sắc, "Tôi nghe nói ở đây có rất nhiều đom đóm nên muốn tới xem." Có vẻ như nhà cô không bán vé tham quan thì phải. Thanh Nhuệ gật đầu, không bái thoại của cô nằm trong túi cứ rung lên liên hồi bởi tin nhắn của những người bạn trong cùng hội fan gọi cô mau mau mở chương trình giao lưu trực tuyến. Thanh Nhuệ đành đau lòng chấm dứt cuộc nói chuyện với anh chàng điển trai như Diệp. Phòng, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất để về phòng riêng mở máy tính. Diệp Phong đứng bên ngoài ngó nghiêng một hồi, sau đó quyết định đi dò la tin tức một chút vì đây là làng du lịch nên có những dịch vụ hoạt động ban đêm tuy ít ỏi nhưng anh vẫn có thể khai thác máy tính của thanh nhuệ mở ra vừa kịp lúc thần tượng đang ngẫu hứng hát sản phẩm vừa quảng bá cô ngồi mê mẩn nghe sau đó liên tục spam loạt tin nhắn yêu thương trong suốt chương trình Thanh tường vừa tắm gội xong, thấy em gái đang nằm dài hả hê sau khi xem thần tượng thì mở lời trêu chọc, sắp già rồi còn mê mấy thằng nhóc mị. Bộ xung quanh em không có ai đẹp trai hay sao mà lúc nào cũng mê mẩn ngắm tụi nó vậy? Thanh nhuệ bĩu môi, chị chẳng biết gì về cái đẹp cả. Với cả nhân duyên của em rất tốt, không cần chị lo tốt thế nào thành tường vắt chiếc khăn vừa dùng lau tóc lên dây phơi ngoài hiên dịu dàng khép cửa lại thanh nhuệ lập tức kể lại cuộc gặp với diệp phong trước khi cô khép cổng còn thấy anh nói sẽ quay trở lại thành tường nghe em gái kể xong thì rất ngạc nhiên chút phấn khích nho nhỏ trong lòng bắt đầu nhen nhóm có phải anh ấy trọ ở nhà ông ba đầu làng không đúng là thanh nhuệ thấy diệp phong đi ra từ đó cái gật đầu của cô khiến Thanh Tường không giấu nổi một nụ cười. Vậy là rốt cuộc anh ta cũng đến tìm cô sao? Cô khế lườm em gái, thế mà đem người ta đuổi đi mất rồi, Thanh Nhuệ lăn ra giường cười ầm lên, ai bảo anh ta đến đúng lúc chồng em lên sóng chứ, trong lòng Thanh Tường lại có một chút nhẹ nhõm, may mà lúc nấy anh ấy không uống chén trà đó. Cô cảm thấy người đàn ông này thực sự có sức hút khó cưỡng, trong lòng cũng bắt đầu thấy thích anh một chút. Diệp Phong từ lúc rời khỏi nhà Thanh Tường thì đi vòng lên một cửa hàng tạp hóa bán hàng qua đêm. Chủ quán là một thanh niên trẻ, vóc dáng nhỏ gầy, trắng trẻo. Diệp Phong gõ nhẹ lên tủ kính, lấy cho anh bao thuốc thanh niên kia vội vàng chạy ra, lại thấy một người đàn ông trưởng thành mặc sơ mi màu xám đứng ở trước cửa, dáng vẻ phóng khoáng, mái tóc dài chấm quai hàm được tùy tiện vén sau mang tai thì thấy lồng ngực bị bóp chặt, vô cùng khó thở. Anh trai muốn lấy thuốc gì? Diệp Phong liếc lên quầy, nói bừa tên một loại quen thuộc. Lâu rồi anh không hút thuốc nhưng hình tượng nửa đêm đi mua mì tôm thì có vẻ không được phong độ làm anh đành móc ví, rút một tờ tiền đưa cho thanh niên chủ quán, không cần trả lại oa, người gì mà vừa cao giáo, đẹp trai lại hào phóng như vậy. Hôm nay đúng là số đỏ, cuối ngày còn gặp được nam thần. Chủ quán vội rối rít hỏi, anh cần bật lửa không, hai ai cuống quýt muốn châm. Diệp phòng không hút thuốc nên làm gì có bật lửa, đành cúi. Người xuống để chủ quán giúp châm thuốc hai tay thanh niên kia run rẩy cảm nhận rõ bầu không khí nam tính đang ép xuống khi diệp phong hạ người sát gần mình cậu ta muốn trò chuyện thêm vài câu nhân thể ngắm nhìn người đẹp diệp phong thêm một chút anh trai là người nơi khác đến sao diệp phong rít một hơi thuốc chậm rãi thở khói tạo nên một hình ảnh mơ màng quyến rũ khiến đối phương há hốc miệng không kịp che giấu thấy cậu chủ quán thất thần đến si mê anh mới chậm rãi nói đúng là vậy cậu chủ quán hiểu nhầm dáng vẻ lãng từ kia là bất đắc dĩ lại nhiệt tình nói giờ muộn quá rồi nếu anh trai không thuê được phòng trọ thì hôm nay ngủ lại nhà em đi tuy không rộng rãi lắm nhưng cũng có phòng để chống đấy diệp phong liếc mắt thấy yết hầu bé xíu của cậu ta khẽ chuyển động rõ là đang nuốt nước miếng đi hẳn xấu tính ghé sát lại, cố tình thả thính, chỗ ngủ đêm nay thì có rồi, chẳng qua muốn đứng đây nói chuyện phiếm với em thôi, khóe môi nhếch lên làm lộ ra chiếc răng cảnh duyên không để đâu cho hết đối phương chính thức gục hẳn. Lẽ nào, người này lại giống mình? Cậu trai bán quán vô cùng sung sướng khi gặp được người cùng thế giới. Nói không chừng người này đã nhắm cậu rồi sao cậu cũng chẳng trẻo và sinh trai nhất cái làng này. Cậu vừa tủm tỉm cười vừa nói dăm ba câu. Diệp Phong vu vơ hỏi đại, nghe nói cuối làng có một nhà nhiều đom đóm lắm. Có điều anh tới hỏi mà người A không chịu cho vào. Cậu thanh niên gật đầu, à, nhà của Thanh Tường và Thanh Nhuệ. Diệp Phong lại nhả một lượt khói, ánh mắt nheo lại, mỉm cười với cậu, thế nào? Kể anh nghe một chút đi đối phương tìm được cớ nói chuyện lập tức vui vẻ có bao nhiêu đều khai tuốt sáng sớm hôm sau cá chép mơ màng thức giấc thấy bên cạnh mình có người nằm thẳng bé chu cặp đào tròn xoe rúc sát vào hơi người ấm áp lâu lắm rồi nó mới lại được cảm nhận niềm vui khi thức giấc bên cạnh ai đó cá chép đưa bàn tay mũ mĩm ôm lấy tống thành cái miệng nho nhỏ kêu mẹ ôm con tống thành cựa mình ôm lấy thằng bé cục bột mềm mềm trắng trẻo thơm thò khiến hắn thuận tay nhéo nhéo cái mông tròn ủm hửm âm thanh nam tính trầm thấp bay ra từ cổ họng cá chép đang mơ màng cũng bật cười khanh khách bố ơi ngứa một tiếng bố này khiến tống thành sửng sốt mở mắt hắn nhìn chằm chằm con trai vẫn đang say giấc nồng cảm nhận rõ mật ngọt từ cuống tim trào ra tuy không phải đứa nhỏ mang dòng máu của mình nhưng để tâm chăm sóc suốt nhiều ngày cũng dần sinh ra tình cảm gần gũi gắn bó khá khen cho nguyễn an nhiên trông thế mà lại sinh được một đứa nhóc mập mạp đáng yêu đến nhũn tim ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa bất thình lình thoạt đầu là tiếng rào rào nho nhỏ sau đó là một chuỗi âm thanh ồn á của trận mưa lớn cá chép nghe tiếng mưa, lại càng rúc sát vào người Tống Thành hơn. Những ngón tay bé xinh túm chặt lấy vạt áo hắn, không nỡ buông lỏng. Thằng bé ú ớ, bố đến. Mưa, bố mang con đến. Mẹ ơi, Tống Thành nghe thằng nhỏ nói mơ, trong lòng không khỏi băn khoăn. Hôm qua, cá chép cũng kể rằng mẹ nó bảo bố đến trong cơn mưa. Hắn lờ mờ đoán được có lẽ thằng bé được thụ thai trong một ngày mưa gió. Hình ảnh an nhiên không một mảnh vải che thân nằm bên dưới một gã nào đó, ra sức uốn éo rên rỉ vì gã kia khiến Tống Thành muốn lên cơn bốc hòa. Hơi thở ngọt ngào của cô lại vì một kẻ thô tục khác mà dâng lên, những yêu kiều mềm mại của cô lại vì kẻ khác mà âu yếm lấy lòng. Chỉ nghĩ tới đó thôi, hẳn đã ghen đến phát điên cô là vợ hẳn tất cả những gì của cô dù là mật ngọt hay gai góc đều phải thuộc về hẳn dành riêng cho hắn trời mưa độ nửa tiếng thì tạnh cánh cổng nhà thanh nhuệ mở ra tiếp theo là một chậu nước hắt thẳng ra ngoài vì nhà ở cuối làng nên chẳng có người qua lại thanh nhuệ hắt nước xong thì cảm thấy không đúng cánh cổng vừa khép đã vội mở ra lần nữa Cô hết hồn nhìn thấy cách đó vài bước chân, một người ướt sũng như chuột đang đứng lù lù. Bộ quần áo đắt đỏ trên người bị nước hắt ướt đẫm một mảng lớn, nhỏ nước tong tong Diệp Phong híp mắt nhìn cô chăm chú, chiếc răng khảnh hơi hơi lộ ra khiến tim thanh nhuệ nhộn nhịp vài phen. Anh tiến lại gần, vóc dáng cao giáo khẽ vươn đến, khóe miệng rảo hoạt dương lên, hừm. Không nói gì. Thanh nhuệ đỏ mặt người thấy mùi nước hoa nhàn nhạt nam tính quyện với mùi thuốc lá thì càng bối rối hơn. Cô líu cả, lưỡi, sao xin lỗi tôi. Cô thấy Diệp Phong càng cúi sát gần mình thì mặt lại càng đỏ hơn, vội lùi về sau. Tôi, không nghĩ anh lại đứng đó. Diệp Phong cười nhạt, không đứng đó. Đường chung, tôi đứng đâu còn phải xin phép sao? cô có biết hắt nước mà không nhìn là hành động vô trách nhiệm như thế nào không bị diệp phong đem vây lại ép sát cánh cổng không cho chạy thoát thanh nhuệ ngượng muốn chết rồi không nghĩ là một ngày lại có nam thần tìm đến trước cửa nhà làm hành động áp bức này với cô cô vừa ngượng vừa thích nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu thành ra khuôn mặt có chút khó tả vậy anh muốn thế nào Thanh Nhuệ khấp khởi hy vọng, nếu nam thần nói thêm câu, lấy thân báo đáp thì cô sẽ phụt máu mũi mà chết mất. Diệp Phong không nghe được tiếng lòng của Thanh Nhuệ. Anh nói ngắn gọn, muốn cởi, hả? Thế này, còn trực tiếp hơn nhiều lần rồi. Cô đỏ mặt quát khẽ, anh về nhà mà cởi. Lưu manh, Diệp Phong nheo mắt tôi nói cởi áo để sấy khô. Cô muốn tôi làm trò lưu manh với cố vừa nói lại vừa áp sát hơn đối phó với những cô gái trẻ như thanh nhuệ diệp phong cảm thấy không cần tốn sức chỉ riêng khuôn mặt của anh cũng đủ hạ gục bọn họ đứ đừ rồi có điều thiếu nữ vẫn còn ngượng ngập chỉ cần đối phương mặt dày một chút vừa tán tỉnh vừa giam hãm bọn họ sẽ rất nhanh siêu lòng quả nhiên thanh nhuệ không đủ sức kháng cự liền chấp nhận để diệp phong vào nhà anh đi thẳng đến bàn trà ngoài vườn, kêu Thanh Nhuệ mau mang máy sấy ra. Cô đáp, ở đây không có ổ cắm, trong nhà còn có Thanh Tường đang ngủ, cô không lại không thể để anh đi vào được. Diệp Phong không nghĩ nhiều, lập tức cởi phăng áo, ném cho cô. Khuôn mặt điển trai không quên một nụ cười lấp ló răng khỉnh, sấy cẩn thận vào Thanh Nhuệ nhìn thân hình cường tráng mà suýt phun máu mũi. Rõ ràng mặc áo vào thì nhìn có vẻ cao gầy mà cởi áo ra lại đầy đủ cơ bắp săn chắc bụng đếm đủ số múi trần. Chiếc vòng bạc trên cổ Diệp Phong lấp lóa càng tăng thêm phần lãng tử khiêu khích ánh nhìn của người đối diện. Đúng kiểu cô thích, anh nhếch khóe môi tiến đến gần cô thế nào? Cô em đủ 18 rồi chứ? Muốn ngắm kỹ hơn không? Thành nhuệ sắp xì khói ra bằng hai lỗ tai luôn cô ấp úng, ai, thèm. Người ta đã 19 rồi, sau đó vội ôm cái áo ướt nhẹp chạy vào phòng. Chết tiệt, đẹp trai mù mắt cô rồi, còn đẹp hơn thần tượng của cô nữa. Ngay cả mùi áo cũng thơm đến tê liệt cối lòng thế này, Diệp Phong nhìn thấy Thanh Nhuệ biến mất sau khung cửa thì đem nụ cười lưu manh thu lại, khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra vẻ. Nghiêm túc khác thường anh lưu loát thực hiện một loạt động tác đến khi thanh nhuệ mang chiếc áo khô ra thì mọi việc đã xong xuôi diệp phong nhanh chóng mặc áo còn tặng cho cô thêm một màn biểu diễn mấy hành động ngôn tình nữa sau đó mới nhe răng cười co càng chuồn mất đến khi tống thành đang giúp con trai ăn sáng thì có điện thoại của diệp phong gọi đến đã lấy được nước trà mang đi xét nghiệm diệp phong còn đem một số thông tin về hai chị em thanh tường thanh nhuệ lấy được từ công an xã nói ra tống thành cảm thấy có điểm bất thường thông tin diệp phong thu được khác với những gì thanh tường đã nói với hẳn cô nhóc gian xảo tống thành không thích thú với việc thanh tường nói dối hắn bởi cảm thấy cô gái này tuy nhỏ tuổi nhưng thiện tâm không nhiều khác với an nhiên dù cô hay chống đối hắn sẵn sàng hung dữ với người khác nếu bị gây sự nhưng lại là người ngay thẳng yêu ghét rõ ràng lương thiện không hại người nghĩ đến phan thủy tường năm xưa tống thành cảm thấy càng lúc càng xa vời một thời thiếu niên cuồng dã của hẳn lại có một tia nặng ấm áp mang tên Thủy Tường, dù chỉ hiện hữu trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để hắn lưu luyến một thời gian dài. Hắn nhìn ra bên ngoài, nắng bắt đầu lên. Ánh nắng hiện tại so với năm xưa không có nhiều điểm tương đồng, bớt đi một chút chói trang, lại tăng thêm vài phần ấm áp. Cá chép thấy hẳn trầm ngâm thì với tay lấy một cái bánh nhỏ đưa cho hắn tống thành há miệng nhận lấy thằng bé lập tức cười ngọt ngào vẻ xinh đẹp phảng phất bóng dáng an nhiên nụ cười của con trai khiến tống thành thư thái hẳn phải tốn bao nhiêu công sức mới dạy dỗ được một đứa trẻ biết an ủi lòng người như thế này nhớ tới bộ dạng non nớt đáng thương của thắng bé khi gặp ác mộng đêm qua một câu hai câu đều gọi mẹ ơi hẳn nghĩ sắp tới cũng nên để hai mẹ con đoàn tụ ít ngày đường từ ngoại ô trở về thoáng chốc đã ngập tràn ánh nắng tống thành mở hé cửa xe cho gió tràn vào bên trong so ra hắn thích cái nặng êm ái của hiện tại hơn trong lúc tống thành đưa cá chép trở về thì ở nhà an nhiên đang sắp xếp giấy bút để viết một bức thư từ sau lần bị gã lạ mặt đột nhập vào phòng cô hiểu rằng bàn tay của ai đó đã vươn tới thử này nếu cô nắm bắt đúng thời cơ thì chắc chắn sẽ tìm lối thoát cho mình căn môi nghĩ ngợi một hồi cuối cùng an nhiên đem sự việc gã đột nhập viết xuống sau đó còn vẽ một lược đồ nhỏ đánh dấu các điểm lắp đặt camera trong nhà nếu đó là người của anh em sẽ phối hợp tốt cô cẩn thận viết thêm một dòng chữ thư viết xong liền được cô bỏ vào phong bì dán lại cẩn thận mấy ngày nay an nhiên để ý thấy một trong hai người lái xe đưa thực phẩm từ trang trại tới biệt thự đã thay đổi chắc chắn việc này không lọt khỏi mắt của hoàng kiên cô cần phải tìm cơ hội để thư này đưa tới tay của anh có anh ở bên ngoài hỗ trợ kín đáo chắc chắn cô sẽ sớm thoát khỏi đây và tìm được con trai tống thành không vội đưa con trai về trường học Hai cha con ghé qua khu trung tâm thương mại chơi một chút rồi đến khách sạn tắm gội, nghỉ ngơi. Cá chép thoạt đầu thì hào hứng chạy chơi, ngắm nghía mấy món đồ chơi, nhưng về sau, nó cũng giống như an nhiên, chẳng đỏ, mua thứ gì, chỉ lần lượt đi dạo một vòng rồi ra về. Thái độ rừng rưng của hai mẹ con khiến Tổng Thành không khỏi tò mò phụ nữ lại không mê mẩn hàng hiệu thời trang trẻ con lại không hào hứng ham thích đồ chơi hiện đại quả thực vợ con hắn rất khác thường làm cho hắn có chút cảm giác thất bại muốn hào phóng rút thẻ đen quẹt một lượt cho người nhà trầm trồ kính nể cũng không có cơ hội hắn tức tốc ôm con trai đi đến cửa hàng bán mô hình lắp ghép không tin là không thể nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của thằng nhỏ Nhân viên cửa hàng thoạt nhìn đã biết vị khách vừa bước vào không phải hạng tâm thường. Quần áo mặc trên người đơn giản nhưng tỉnh tế, chắc chắn của thương hiệu lớn. Ngay đến chiếc đồng hồ đeo trên tay hẳn sợ là cũng bằng cả năm tiền lương của cô đi. Thấy hắn đưa mắt tìm kiếm, cô nhân viên tức tốc chạy ra, đòn đả, xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn tìm loại đồ chơi nào cho bé loại mô hình lắp ghép tàu chiến cá chép còn đang hoa mắt vì thế giới đồ chơi xung quanh, nghe đến mô hình tàu chiến thì reo ẩm lên. Cô nhân viên vui vẻ dẫn cả hai tới khu mô hình lắp ghép, giới thiệu một loạt hàng mới nhập. Cá chép không nghe lời giới thiệu, nó còn đang mải say sưa ngắm mô hình mẫu cao bằng thân mình, dài ngoang ngoang, vô cùng đồ sộ với những chỉ tiết đẹp như thật. Cái này, oa, cái này, thằng bé không thốt được lên lời, cứ đi vòng vòng nhìn ngó rồi trầm trồ. Cô nhân viên mỉm cười, cái mô hình này đúng là rất được trẻ nhỏ hâm mộ. Có điều nó rất lớn, vừa đắt đỏ vừa khó ghép nên cửa hàng chỉ bày để trang trí thôi. Cô liền cầm lên một cái hộp, bên ngoài có in hình tương tự mô hình trang trí, nói: "Em bé thích tàu Viking sao? Ở đây có mẫu ghép nè." cá chép đi đến gần cầm cái hộp nhìn một lúc rồi lắc đầu không giống cái này bé nụ cười của cô nhân viên bắt đầu héo thông thường nếu đứa trẻ chê mô hình dạng thu nhỏ mà nhất quyết thích cái to thì đó là lúc nó sẽ gào lên ăn vạ khiến cho bậc phụ huynh đi cùng hết sức xấu hổ sau đó sẽ ra sức vừa lôi vừa kéo đứa nhỏ ra khỏi cửa hàng chứ không mua bán thêm thứ gì nữa cô dịu giọng dỗ dành mô hình này có đủ chi tiết như cái kia đó em có muốn xem thử không cá chép phụng phịu lắc đầu nhưng nó cũng chưa mở miệng đòi mua cái gì cảm thấy vẫn còn cơ hội vớt vát doanh số, cô nhân viên khẩn trương lấy ra 4 năm hộp khác nhau, bày đầy một khoảng. Cô vừa định bắt, đầu diễn văn chào mời thì Tống Thành đã ngăn lại, "Tôi lấy loại này." Ngón tay sạch sẽ của hắn chỉ vào mô hình cao bằng con trai khiến cho cả hai người còn lại đều mở to mắt nhìn hắn sùng bái. Doanh số tháng này đã phá kỷ lục rồi. Cô nhân viên không tin vào tay mình, đến khi Tống Thành đưa thẻ ra mới run run dẩy rẩy đi gói hàng rồi làm thủ tục thanh toán. Cá chép cũng há hốc miệng, sun xe chạy lại, cho con chơi cùng được không? Con chơi cẩn thận, không làm hỏng đâu Tống Thành suýt thì trợn mắt, đây là mua cho con mài đứa trẻ này ngây thơ quá rồi. Hắn xoa đầu thằng bé cười nham hiểm, cũng được, với một điều kiện, điều kiện ạ. À? cá chép chu môi không hiểu lắm tống thành đem cái thể diện của mình vứt qua một bên nhẫn tâm lừa thằng bé nói bố ơi cho con chơi cùng là được cái này mẹ không đồng ý đâu cá chép căn căn môi mẹ dặn nó không được tùy tiện gọi người khác là bố ngay cả bác hoàng kiên mà mẹ yêu quý cũng không được nhưng mà cái tàu chiến kia thật hấp dẫn nó không cưỡng lại được lại lén lút nhìn thêm một chút Tống Thành thấy thằng nhỏ khổ sở đánh vật giữa trái tim và lý trí bèn cho nó một đường sống, lúc nào chỉ có hai chúng ta thì gọi. Không cần gọi trước mặt người khác. Thế nào, lúc này nhân viên đã làm xong thủ tục đang khệ nệ bê hộp mô hình khổng lồ cùng thẻ của hẳn đến. Cá chép phấn khích nhìn món quà tuyệt vời đang bay đến gần, nó ôm cổ Tống Thành thi thảo, bố. Hắn cười sung sướng, cất thẻ vào ví sau đó một tay ôm con một tay ôm mô hình rời khỏi cửa hàng trong tư thế của kẻ chiến thẳng suốt một buổi chiều ở khách sạn hai người hì hụi lắp được một góc nhỏ của con tàu cá chép lưu luyến mãi mới chịu buông tay để về trường học tống thành phải hứa với nó rằng sẽ để nguyên mô hình ở đây cuối tuần sau lại đón nó tới chơi tiếp lúc xuống sảnh hẳn không quên dặn quản lý giữ lại căn phòng đó làm phòng chơi cho con mặt trời lặn thật nhanh khi bốn bề vắng lặng một chiếc việt giã màu đen hâm hố chạy như bay đến trước cánh cổng lớn của biệt thự cổng vừa mở xe lập tức lao vào lượn một vòng qua sân cỏ và đài phun nước sau đó dừng lại ngay chính giữa cửa tống thành không kiên nhẫn chờ quản gia tới tự mình mở cửa xe đi xuống an nhiên đâu hà văn nhĩ đáp cô an nhiên ngủ từ chiều vẫn chưa tỉnh vết thương ở lưỡi chắc là chưa khỏi hắn sốt ruột đi băng băng lên lầu hà văn nhĩ theo sát phía sau báo cáo cô ấy không ốm sáng nay bác sĩ tới kiểm tra nói rằng vết thương đang bình phục nhanh hơn dự kiến có điều trưa nay cô an nhiên đang ăn cơm thì buồn nôn sau đó không ăn gì nữa bữa tối hôm qua cũng vậy, vừa ngồi vào bàn đã lại chảy. Đi nôn tống thành cau mày, đã gọi bác sĩ chưa? Hà Văn Nhĩ lắc đầu, cô ấy bảo chỉ là nôn khan, không cần thiết phiền toái. Sau đó ăn thêm được một ít mứt me và mận cơm chua. Còn lại thì kêu buồn ngủ, toàn thân uể oải, mỏi mệt nên đã về phòng ngủ ly bì từ chiều, đôi chân đang xài bước của Tống Thành bỗng khựng lại, đồ chua. Nôn Khan, ý nghĩ vừa nảy ra lập tức truyền tới Hà Văn Nhĩ. Nhà họ Tống có cháu đích tôn, đích xác là chuyện quan trọng. Ông vội vàng muốn đi mua que thử thai nhưng bị Tống Thành ngăn lại, trước hết giữ bí mật chuyện này đã, lần trước bà bác sĩ Khắc Tinh nói an nhiên thể trạng không tốt, rất khó mang thai. Hắn cùng cô thực sự có một lần, sau đó an nhiên vào viện, bị thương liên tục, không thấy bác sĩ nói là có thai. Như vậy, nếu cô thực sự đang ốm nghén, chắc chắn đứa con này không phải của hẳn. Tống Thành nghiến răng, cảm thấy việc cô bao che cho gã đột nhập kia đúng là có vấn đề. Có lẽ nào ngày ấy cô bị ha xâm phạm, sau đó không chịu mà bị thương ở mặt. Nghĩ tới viễn cảnh khốn quận đó, hắn muốn xé xác gã đàn ông kia. Khi Tống Thành mở cửa phòng an nhiên thì thấy cô đang ngủ ly bì, thân thể co quắp như con tôm, lộ ra vòng ba tròn xoe cong lên, không khác tướng ngủ của cá chép là bao. Hắn phì cười, nhẹ nhàng đem cô xoay thẳng lại, không quên phê bình, nết ngủ xấu quá, chẳng ngờ, an nhiên thấy tay hắn ấm, lại cứ thế ôm chặt không buông. Cô lại còn không biết xấu hổ, cứ thế men theo tay hẳn mà đu lên, dùng cả tứ chỉ quấn quyết cánh tay của hắn, đùi thon kẹp chặt cổ tay, không cho hắn rút ra. Tống Thành buồn cười, dùng mười đầu ngón tay gãi nhẹ vào da thịt mềm nõn. Lúc tỉnh thì ghét bỏ hắn, ngủ rất thật thà quấn lấy thân thể hắn. Tống Thành dù có quân tử đến đâu, đứng trước cảnh tượng hương diễm thế này cũng khó mà kìm nén an nhiên không biết mình chọc phải cái gì chỉ thấy cái chăn ấm áp kia sao mà xa vời quá cô ra sức kéo lại dùng cả chân mình gác đè lên không cho cái chăn chạy mất nửa thân người bị đè tống thành cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bình tĩnh nữa đây là hẳn bị dụ dỗ hẳn bị cường bảo hẳn bị cưỡng bức hắn hoàn toàn vô tội tự kêu oan cho mình xong, Tống Thành lập tức chờ người, đem toàn bộ thân mình yên ổn năm xuống cho an nhiên thuận lợi trèo lên. Hai bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu không an phận. Vợ nhỏ, để xem em thật thà đến đâu, hắn xấu xa hạ môi xuống một điểm mềm mại ngát hương. An nhiên đang ngủ ngon, mơ thấy một khung cảnh thoáng đãng ấm áp, đột nhiên bị tống thành lay chuyển làm giấc mộng đẹp tròng trành rồi vỡ vụn. Toàn thân cô ngứa ngáy không yên, trước ngực thấy một mảng ẩm ướt khác thường, giữa hai đùi cũng một phen nóng rẫy. Hai mắt vừa mở bừng ra liền đập thẳng vào mái tóc đen nhánh, dày dặn. Mất một giây để định thần lại, cô mới phát hiện ra trên người mình lại có thêm một người nữa. Gì? An Nhiên vội hất hắn xuống nhưng sức hắn lớn hơn cô, tấm thân to lớn không buồn nhúc nhích. Màu buông ra mặt cô đỏ bừng lên cùng với cặp mắt vẫn đang mơ màng ngái ngủ tạo nên dáng vẻ rất dễ lấy lòng người đối diện tống thành ngẩng lên vừa vặn chạm phải ánh mắt ươn ướt kia tức thì cơ thể rất nhanh có biến hóa an nhiên làm sao không biết thứ cộm cộm đang làm mình đau kia là cái gì hai tay của hắn vẫn còn đặt ở nơi không nên đặt trên dưới đều bị người ta chạm đến, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, lại ngứa răng muốn cắn người. Tống Thành thấy cô vợ hung hăng tự dưng ôm lấy cổ mình vít xuống, trong lòng đoán ngay cô lại định dở bài cũ, liền nhanh chóng quay sang gặm vành tai hồng hồng, thì thầm, muốn xem ảnh con trai không? Tức khắc an nhiên liền dừng mọi động tác tống thành nhân cơ hội lại sờ soạng trên dưới một lượt cảm thấy con sư tử đang thu mình thành con mèo thì hài lòng tranh thủ gặm cần một lúc an nhiên đành nghiến răng chịu trận cô cựa mình cố gắng né tránh hết mức có thể nhưng không ăn thua gì tống thành được một lần thỏa sức không cố kỵ nhiều cũng tùy tiện hôn cản hắn cợt nhả khuấy đảo lung tung không theo một nhịp điệu nào khiến an nhiên rơi vào thế bị động hoàn toàn đành phó mặc cho hắn tùy ý năn bóp kinh nghiệm của cô so với hắn không khác nào con rùa so với mặt trăng an nhiên xấu hổ ôm gối lên che mặt không dám nhìn thêm cảnh tượng bên dưới hắn cố ý rõ ràng cố ý Cô thực muốn co chân đạp văng cái bản mặt đáng ghét kia ra nhưng hễ cô động đẩy, hãn lại cười, lần này ngoài ảnh còn có video, thế là cô lại hạ chân xuống, mặc cho hẳn đùa giỡn, thứ đàn ông bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ, trong bụng cô chửi thầm không biết bao nhiêu lần. Tống Thành đang miệt mài bên dưới giường như nghe thấy tiếng lòng cô, liền ngẩng lên, khóe môi ẩm ướt loang loáng vẽ ra một nụ cười nham hiểm, muốn anh cho em biết đàn ông Hạ Lưu đang làm trò vô liêm sỉ với vợ mình là như thế nào không? Tiếp theo đó hãn lại cúi xuống, lần này cuồng dã hơn rất nhiều. An nhiên chống cự không được cuối cùng bị cơn lũ bất ngờ cuốn đi, ngay cả thở cũng quên mất đến khi cô mở mắt ra thì tống thành đã tươi tỉnh ngồi bên giường trên người khoác áo choàng tắm làn da khỏe mạnh vẫn còn ẩm ướt hơi nước mát mẻ hắn thấy cô đã tỉnh liền giễu cợt sướng chứ cô muốn đâm đầu vào gối chết quách cho xong rõ là không làm tới bước cuối cùng tại sao hắn vẫn thỏa mãn như thế Tống Thành nhìn cô làm đà điểu chôn đầu trong cắt nóng không khỏi buồn cười, lúc này mới đưa điện thoại cho cô, con trai quý hóa của chúng ta rất giỏi bắt đom đóm đấy, an nhiên quên cả ngượng, vội chộp lấy điện thoại, giấu vào ngực, mảng hẳn, ai là con trai của anh? Tống Thành không chấp nhặt, hẳn tùy ý để cô ôm điện thoại vào nhà tạm. Dù sao hẳn đã đặt mật khẩu tất cả chức năng liên lạc và dữ liệu ngoài đoạn video hắn đã mở sẵn an nhiên không thể làm gì hơn khi cô từ nhà tắm chui ra chăn đệm đều đã được thay mới cô liếc qua vỏ đệm cũ vứt ở giỏ nhựa góc phòng trong đầu nổ đoàng một tiếng ướt đắm một mảng lớn do một mình cô gây ra chẳng trách thái độ của hắn lại thỏa mãn khác thường đến vậy còn yêu ái cho cô xem hẳn hai video cô vội vàng trèo lên giường chùm chăn không thèm chú ý đến hắn một đêm đó tống thành ở trong phòng an nhiên mở máy tính làm việc không đòi hỏi thêm gì nữa đến đêm muộn khi cô mơ màng sắp ngủ thì mới thấy bên cạnh mình có người nằm xuống cánh tay cứng như thép thận trọng kéo cô sát vào lồng ngực nóng hổi không cho cô giấy rủa An Nhiên nín thở, không dám động đậy, chờ đợi cho những nụ hôn trên tóc, trên trán mình nhẹ dần rồi dừng hẳn sáng sớm hôm sau, trời nhẹ mây cao, An Nhiên thức dậy thì thấy chăn gối bên cạnh đã lạnh ngắt. Cô mệt mỏi lê bước xuống nhà, tính hỏi Hà Văn Nhĩ xem ông đã tìm được việc cho cô chưa. Nhưng vừa đi tới cầu thang đã thấy tiếng ríu rít của Vũ như vang lên, cô vội dừng bước. Trong phòng ăn, Vũ như đang âm thầm đè nén cơn giận, vội vã dục quản gia chuẩn bị cho mình giỏ hoa quả thật ngon để chuẩn bị tới thăm hạ cầm. Sáng sớm nay, thấy người làm mang ga trải giường và chăn của An Nhiên đi giặt cô lập tức hiểu ngay đêm qua đã phát sinh chuyện gì. An Nhiên không muốn sáng sớm đã chuyện bực mình nên quay về phòng tính chờ đến khi Vũ như ăn xong mới xuống nào lập ngờ chưa đi được một bước Hồng Ngọc đã nhìn thấy cô liền lên tiếng gọi cô an nhiên đã dậy rồi à từ sau khi ký cam kết mối quan hệ giữa cả hai được cải thiện đi một chút nhưng Vũ như không cho em gái đường lùi nhanh chóng rời phòng ăn khuôn mặt đang hận đến nghiến răng nghiến lợi cố tỏ ra thân mật trông hết sức khó coi mau ngồi xuống đây cùng ăn đi bữa sáng phải ăn nhiều một chút mới có dinh dưỡng An Nhiên cưỡng lại sự lôi kéo của Vũ như cô không đi vào nhà ăn mà lại vòng hướng ra ngoài vườn. Ngồi ăn chung với người hai mặt như chị ta, cô nuốt không? Trôi, nếu không cẩn thận, bị chị ta đưa vào chồng, bắt đến gặp hạ cẩm thì cô lại thêm một phen bị bẽ mặt chứ chẳng sung sướng gì Vũ như thấy An Nhiên né tránh, lại than thở, em coi thường chị phải không? Không muốn ngồi ăn chung với chị lại bắt đầu diễn rồi quá mệt mỏi cô giật cánh tay ra sẵn giọng đừng ra vẻ hoa hậu thân thiện lực cô dùng không lớn thế mà vũ như lại ngã vào tường kêu thảm thiết đau quát em ghét chị đến vậy ư an nhiên nhìn bộ dạng giả tạo kia ăn ngay nói thật phải rất ghét cho nên đừng cố tỏ ra tử tế với tôi nhìn thấy chị diễn trò cũng đủ khiến tôi buồn nôn rồi vũ như hai mắt ngân ngấn nước chị đã nói với em rồi chồng chị bây giờ hoàn toàn nhường cho em vì cớ gì em vẫn không thỏa mãn vẫn đối xử với chị như vậy chẳng lẽ em vẫn không yên tâm sợ bác gái chọn chị thì em sẽ mất phần thừa kế chị ta càng nói an nhiên càng không hiểu cô cau mày quát chị đừng có suy bụng ta ra bụng người tôi cần chị nhường chồng chắc của chị tất đấy giỏi thì tối nay đến mà ôm về vũ như bất mãn hạ giọng ban ngày thì ra vẻ thanh cao mà đêm đến lại tìm đủ cách mồi trải anh ấy lên giường nếu không phải vì nôn nóng muốn cấn thai để tranh giành với chị thì vì cái gì đến đây an nhiên thực sự tức giận nói đi nói lại rốt cuộc vẫn là chửi cô lẳng lơ tham tiền đúng không cô bước tới trước mặt vũ như nghiêm mặt nói rõng dạc sao tối nay chị không tự mình tới mà xem tôi mồi trải anh ta hay anh ta dụ dỗ tôi muốn cấn thai ha ha nực cười phải sinh con cho anh ta tôi thà chết còn hơn cô vừa nói tới đó liền cảm thấy một luồng khí lạnh âm trầm từ đâu lừng lững bay đến chụp thẳng lên đầu mang theo cảm giác chết chóc như rơi vào tầm ngắm của một con thú săn mồi Tự nhiên ngẩng phát lên, nhìn thấy từ phòng ăn, Tống Thành bước ra, sắc mặt vô cùng tồi tệ.